sao á, hình như thắng là cộng sao mà thua không rớt sao, chết chơi không. Whip đúng rồi, con whip anh cứ quên hoài. Cướp cướp vô đây, voi ơi qua bên rừng nhỏ nè. You shall be judged by the blade. Rồi sao nó cướp mất bùa xanh mình rồi. Này thì voi, cái lộn này thì... ừ đúng rồi. Chạy đi, chạy đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. I never miss a shot. Một mạng đổi một bùa cũng ngon. Acquiring target. An ally has been defeated. Mấy con rồng nó chạy ra chơi thôi. Thằng này Nagaroth nó dụ Nagaroth tới kìa. Rồi xong. Ham quá. Đấy không phải ham đâu mà là quá ham rồi. À, tem mình có DC mới ở châu Na đánh không được. Na bị nó ép cho tí cứu cái là mờ mắt. Thank you.
Chỗ nào mới có UC yếu quá. Nó chỉ cần ép lan cho tí cái mờ mắt ra đánh không lại nó. Tức thì không có mana kìa. Cái đầu phộng. Tuna không hay rồi kìa. Chỗ nào đánh yếu quá. Nó ép tí mở mắt rồi. No, nó nấm đi. Cố lên. An ally has been defeated. Acquiring target. Không chạy được kìa. Trời ơi, tức thế nhờ. Ủa mất. Our high ground tower is being attacked. I always find my mark. Vì nó ép cho mất hết nhà tôi rồi đâu. Nó phóng mình ấy mà cuối cùng mình né. Let me take the shot. You have defeated an enemy. An ally has been defeated. Nè, nào có đốt nó mong. Chỗ nào vô tác dụng vãi. Nếu hiểu sao nó đánh kiểu gì thủ cũng thủ được. Công không công được. Nó cứ kiểu gì ngơ ấy. Ôi ôi. Nó thủ không thủ được mà nó công không công được. Không biết nó đánh kiểu gì đây nữa. Nó cứ đi lẻ lẻ kiểu này. Cái này xả đánh sao đây. Mày không biết ra quay bật chỗ cuối cái đi về. Có làm được cái gì đâu, có tác dụng gì đâu, không có tác dụng luôn. Có ôm cái trụ đường trên không? Cũng không ôm được. Để cho con phải lên kia nó làm bước làm trời rồi. Bây giờ mình phải ôm trụ thôi. Chờ thời. Ui dồi ôi mẹ ơi. Sở đi nó mạnh ha. Đừng hổ báo nữa. Our high ground tower is being attacked.
Mẹ ơi, đập cái đâu thế? Chết tôi rồi. Chúng ta đánh nó không có tác dụng gì luôn, không có tác dụng của một vị tướng. Nó đánh đấm cái gì? Đấy ở con tướng nó kiểu như là nó bị phế luôn. Đánh không đánh được, công không công công được, không biết nó đánh cái gì nữa. Thủ không thủ được luôn. Guess who's back? Giờ nó còn chê người khác nữa chứ, méo hiểu sao đánh chỉ dốt, chê người khác người tài. Mọi người để ý cái con châu na nó không có tác dụng gì chơi ấy. Thấy không? Nó đánh nó không có tác dụng, nó không biết xài chiêu luôn. Và con này này, nó bật chiêu cuối lộn xộn hết trơn, lúc nào nó cũng sử dụng chiêu lung tung chả biết. Cái lúc cần thì không có, mà cái lúc có thì lại không cần. Nó bật chiêu cuối chơi vậy đó. Nó bật chiêu cuối nó chạy ngoài đường chơi ấy, chứ lúc đánh nhau thì chả thấy mặt nó đâu. Cái biết này bây giờ vẫn còn đứng đây này, nhà thì mất nó không về luôn. Khó quá. Let me take the shot. Bắn khăn này đau lắm. Chết trụ nha, cái gắn nha. Đánh đi được. Ủa gần chết các con. Hết máu thì về đi châu na. Hết máu mà cứ đứng mây ra đó đấy. Bục cho lào đùng một cái là chết. Nè nói chơi 4 người rồi, về. Châu Na này, mọi người xem Châu Na này, chết này. Nhà kia Châu Na. Mày vã thù già của Châu Na chết. Trời ơi, mình phải đấy mình tính dụ con Triệu Vân. Dụ cho nó bay vào đập mình, cho team mình win nó. Vì vậy đến khi nó bay vào đập mình, quay đi quay lại, méo hết đồng đội mình đâu. Và nó chạy ra ngoài này, trơn rồi. Ồ, bệnh dụ người ta nó đập cho mình chết luôn chứ dụ cái méo gì trời. Trời, đen. Cuối cùng thì mình cũng đã ăn được con bùi xanh. Trời ơi là trời, tôi khổ quá mà. Về nhà. Always find my mark.
Nhà kia, nhà kia, nhà kia, nhà kia. Nào đó nó phải chết. Thế nào, Tona chết rồi ta. Let me take the shot. Onslaught. Quá. Kêu tôi thua, tôi bắn vỏ luôn á. Ông nào kêu tôi thua, tôi bắn vỏ luôn á. Thiệt, trời ơi, quý giời đó. Nó dám kêu chị thua hả? Sất đau hả? Quý giời ơi. Thật là tuyệt vời. Hay quá, hay quá, hay quá. Trời ơi. Cứ ôm trụ trụ thế mà cuối cùng mất, hình như đấy như là mất hết hai đường đúng không? Ôi dồi ôi, vẫn cứ cố gắng. Cũng là một trận đấu gắt 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 cực gắt luôn. Bên nó chắc tức lắm, tức chứ.